thưa bà con, hôm nay chạy trồng quế hay ngon cũng đang chia sẻ với tất cả bà con nông dân, bà con mình làm vườn là một cái đoạn video ngắn ngắn là cái cách mình xịt, mình gắn cái vòi để mình xịt thuốc cho cây sầu riêng và tất cả các loại cây trồng của mình nhé bà con. Thì mình thấy cái này nó hay cho nên mình quay một đoạn video mình chia sẻ với tất cả bà con nông dân. Thì nếu bà con nào có thấy đoạn video của mình hay thì bà con cho xin một like, bà con đăng ký vô phía bên góc tay phải của màn hình của đoạn video đó, thì bà con sẽ thấy được cái số điện thoại của mình và bà con đăng ký. Thì hôm nay mình chụp cái thuốc cái cây sầu riêng. Thì cái cây sầu riêng này tôi có xử lý cái phân trùng quế cho nó trước khi tôi xịt, và tôi đã rải phân trùng quế nó khoảng được 3-4 tuần rồi. Thì hôm nay tôi xịt cái nước ủ trái cây lên trên cái đọt cây sầu riêng và cái cây chanh của tôi. Thì bà con thấy đây là cái nước ủ trái cây mà tôi ủ, thì rồi tôi sẽ tưới vô cái gốc cây của tôi, rồi tôi lấy tôi xịt vô cái cây trồng của tôi, thì tôi thấy nó cũng có hiệu quả. Thì bà con thấy đây 3 tuần vừa rải phân trùng quế, vừa tưới cái nước ủ trái cây và vừa xịt cái nước ủ trái cây, thì tôi không có dùng một cái phân hóa học nào hết, không có dùng một cái miếng thuốc bảo vệ thực vật nào hết, không có dùng thuốc sâu thuốc gầy gì hết. Thì bà con thấy cái cây của tôi đây ha. Thì bà con nào có đam mê và cái lĩnh vực mà hữu cơ sinh học thì xin bà con cứ điện thoại cho tôi qua cái số điện thoại là 0986203159. Tôi là Hai Ngôn, tôi sẽ chia sẻ với tất cả bà con. Nên bà con thấy ha, dưới cái vòi xịt nè, bà con thấy không, cái vòi tôi cái cần xịt tôi gắn hai cái vòi, hai cái bét xịt, xịt mà đã lắm bà con ơi, xịt nó nhanh mà nó lẹ lắm, đã lắm bà con thấy ha. Cháu tôi đang xịt, bà con thấy đi, những cái này là tôi chia sẻ về cái thật sự tôi làm được có hiệu quả, tôi sẽ chia sẻ với bà con. Bà con thấy ha, cái vòi, hai vòi bà con thấy không, hai bét à, bà con thấy không. Thì do cái phân bón và cái thuốc bảo vệ thực vật hôm nay nó đang tăng vọt, mình không kiềm chế được. Mà nếu mình làm một cái miếng vườn mà mình sử dụng cái phân, cái thuốc mình mua, thì cái đầu vào của miếng vườn của mình nó nặng tiền quá bà con ha. Bà con thấy tôi quay cho bà con thấy là cái cần xịt tôi gắn hai bét xịt nha bà con, hai bét. Thì bà con nào có nuôi bò đó thì nên nuôi con trùng quế, tại vì cái con trùng quế nó là một cái nhà máy sản xuất phân hữu cơ, không tốn tiền, không mắc công mua, mình chỉ lấy cái con bò, con dê, con heo để mình tận dụng lại mình nuôi con trùng quế, thì mình sẽ được cái phân hữu cơ trùng quế để mình xử lý cho cái cây trồng của mình. Thì bà con nào có đam mê thì cứ gọi vô tôi qua số điện thoại 0986203159. Tôi là Hai Ngôn, tôi sẽ chia sẻ với tất cả bà con. Thấy bà con thấy cái cây của tôi đó ha, thấy rồi. Còn cái cành xịt là hai bét nữa bà con, cái xịt này là hai bét. Đây bà con là nhìn kỹ nè, nhìn kỹ là hai bét xịt nha bà con, thấy cái cành xịt hai bét nó ra, bà con thấy một cái là nửa cái cây trồng của mình rồi, cho nên mình xịt nó rất là lẹ mà nó rất là đều. Thì hôm nay tôi có một cái đoạn video ngắn tôi xin chia sẻ với tất cả bà con. Thì trước khi kết thúc đoạn video, tôi xin chúc bà con được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thành đạt trong cái công cuộc
hữu cơ sinh học hiện nay. Tôi xin chào.